Xin chào. Xin chào. Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho cô chú xem cái này là cái trang web mà mình mua những cái iPad để gửi cho những cái anh phi công lái trực thăng của quân đội Ukraine. Thì đây là cái loại iPad 64 GB này, silver. Cái loại này có thẻ SIM nữa. Tụi mình mua là cái giá cuối cùng luôn á. Cái kiểu là còn mấy cái cuối cùng, tụi mình mua 4 cái để gửi tặng cho những anh phi công của quân đội Ukraine đây. Đó là cái máy này. First, very Sao? important cellular. It's mean I can use for navigation. Ở quân đội á, order là nhờ tụi mình mua đúng cái loại máy này. Là mấy anh cần cái loại máy này để cái sử dụng những cái việc mà mấy anh cần á. Đó. Thì mỗi cái máy như vậy là khoảng 600 đô của chú anh chị à, 600 đô. Thì mình mua 4 cái là 2.400. Đây là những cái máy tụi mình đã mua giờ này cô chú anh chị. Đây là hai cái máy, một cái này, hai cái này, iPad loại tụi mình mua. Bên đây hai cái nữa. Đó. Ôi, ba cái. À, bốn cái nè. Đây cái loại này cô chú anh chị mình mới quay. Đó, đây là cái loại mà tụi mình tìm một cái thôi. Sao con ông còn mới luôn, chưa chưa khui luôn nè. Tụi mình không dám mở ra. Cái này không cần mở tùy nó dán á, mình muốn cho tặng cho những anh phi công á, cho anh tự mở luôn. Đó, cô chú anh chị thấy đẹp không? Mình mua loại màu xám. Nắng hồi nãy giờ còn bất động hết chừng luôn. À, bây giờ cỏ động hết rồi. À, cô chú anh chị biết không? Mấy anh pilot phi công á, xin mấy cái máy iPad này nè để cho mấy anh sử dụng khi mà lái trực thăng đó. Thì mấy anh xin cũng lâu rồi á, tháng mấy rồi. Xin từ người người đồng nghiệp của anh Mắc. Nhưng mà anh đi quyên góp á, lại một cái laptop nữa. Nhưng mà anh chỉ quyên góp được một cái laptop thôi, còn bốn cái iPad anh không có chi phí để mà mua. Anh cứ hỏi đồng nghiệp người này người kia nhưng mà người ta bỏ vô cái số tiền cũng không có nhiều quá, cho nên anh chỉ mua được chỉ có cái laptop hả. Còn bốn cái iPad thì anh không có đủ chi phí, anh tìm hoài không ai giúp nữa hết á. Cái bữa tình cờ tuần trước anh mắc đi gặp đồng nghiệp, thì bữa đó nếu anh gặp thì anh mới kể câu chuyện này, câu chuyện của anh đang quyên góp đó. Xong rồi anh mắc nó ok để tụi mình để tìm hiểu thử coi thử tụi mình có quyên góp được không, tụi mình sẽ mua. Rồi cuối cùng tụi mình có rất là nhiều mạnh thường quân đã gửi tiền đóng góp nhờ mình sử dụng những cái số tiền nào mà cần thiết cho quân đội đó. Thì sẵn cái dịp này tụi mình đã mua luôn bốn cái iPad này, thì mấy anh rất là mừng luôn. Gọi điện liên hệ với mấy anh này, mấy anh vui mừng quá chừng. Mấy anh hẹn là tụi mình khi nào mà có thời gian á thì lên trên gặp mấy anh chở tụi mình đi một vòng ở trong thành phố trên cái thủ đô, mấy anh chở tụi mình đi trực thăng á. Nhưng mà mấy anh làm việc á, mấy anh 2 tuần, mấy anh đi ra chiến trường 2 tuần, đi về nghỉ nghỉ phép 2 tuần, rồi 2 tuần đi 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 chiến đấu đó. Thì bây giờ mình sẽ đọc tên những cô chú anh chị đã ủng hộ cái 4K bát này. Tổng cộng là 2.400, 2.400. Mình sẽ đọc tên những cô bác, những anh, những chị đã ủng hộ cho 4K bát này. Thì đầu tiên là cô Nicole Võ ở Pháp, cô gửi cho mình là 300 euro, 300 euro. Nhưng mà đợt trước mình đã sử dụng 200 của cô để mua bộ đồ lính cho anh lính
có cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì mình mua cho anh nguyên cái bộ bộ đồ lính của anh á, thì sử dụng hết 200 rồi, hôm nay mình sẽ sử dụng tiếp phần còn lại là 100 đô của cô. Đô la Mỹ với lại euro nó bằng nhau của chú, nên mình nói đô la với lại euro nó cũng không có gì khác à. Cô Võ Hiệp ở Mỹ cô gửi 500 đô, cô Mary Phạm ở Mỹ gửi 300 đô, chị Hai Võ ở Mỹ gửi 120 đô, cô vợ chồng cô Kim Liên Huỳnh ở Ý gửi 150 đô, một chị giấu tên ở Đài Loan gửi 300. Chị nói là chị gửi cho em số tiền này em hãy sử dụng vô cái tiền quân đội cho chị, trời ơi thương gì đâu. Hai vợ chồng cô Kim Liên Huỳnh ở Ý cũng vậy, cô nói là sử dụng cho quân đội cho cô. Cô chú rất là giận bên Nga cho nên là cô. Rồi anh chị Phương Nguyễn ở Mỹ gửi cho mình 300 đô để ủng hộ cho quân đội, còn số tiền còn lại thì mình sẽ sử dụng vào cái cho những ông bà cô chú khó khăn, những hoàn cảnh khác nữa. Chị Ami, chị Ami ở Mỹ gửi 300 đô và anh Toàn ở Úc gửi 350 đô, thì tổng cộng số tiền này mình đã mua 4 cái iPad. Thay mặt những nhà hảo tâm, cảm ơn rất là nhiều những nhà hảo tâm đã ủng hộ cho quân đội Ukraine, ủng hộ cho đất nước Ukraine rất là nhiều. Đây là những ông bà cô chú đã gửi tiền ủng hộ, ngoài ra thì ủng hộ vào cái phần mà thực phẩm cho những hoàn cảnh khó khăn nữa, nhưng mà mình sẽ sử dụng quân đội. Rồi phần còn lại mình khi nào mà mình sử dụng cái tiền ủng hộ khác á, thì mình sẽ đọc tên lần nữa đó. Thì ok, thay mặt những anh pilot, những quân đội Ukraine, cảm ơn những cô những chú những anh chị đã ủng hộ số tiền này, cảm ơn rất là nhiều. Rồi sẵn đây mình nói một chút xíu, hồi qua giờ quân đội Ukraine tấn công rất nhiều của chú chị, đánh lạc hướng quân Nga, đưa thông tin đó là tấn công cái khu vực này, nhưng mà thật ra là tấn công ở cái khu vực khác, vì vậy quân Nga không biết đường đâu mà lần hết á, nên là bỏ chạy rất là nhiều. Nhưng mà cái điều đặc biệt hôm nay á, là cô chú chị biết cái gì nữa không, trong cái buổi trưa mà mình đang nấu ăn á, cái mình nghe cổ báo động reng 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 quá chừng luôn, nghe đến nỗi mà quen cái thằng con em, thằng Tima đó, nó có thể lặp lại, có thể là nó lặp lại cái cổ báo động kêu con, là cái cổ báo động nó làm sao là nó y lại luôn cô chú, nó cái kiểu nó e lại y như cái cổ báo động, mà nhiều lúc mà trong nhà nó giỡn nó e, mà em ngoài bếp em tưởng là cổ báo động thật luôn á, thì ma nó bắt nhỏ bắt chước giỏi kinh khủng. Thì khi mà mình nghe được cổ báo động á, mình cũng hầu hộp, xong rồi chung cùng với đó lúc lúc đó là tin tức nó là tổng thống Zelensky ông đang đến viếng thăm của Izum, là một cái thành phố đang giao tranh những cái tháng trước rất là ác liệt á, thì hiện tại bây giờ đã giải phóng một cái mảnh đất cũng rất là lớn á, thì tổng thống Zelensky đã đến thăm viếng quân đội ở cái vùng này, cái thành phố này đó, thì mình cảm thấy phục, mà mình cảm thấy nổi da gà luôn á, kiểu mà trong cái thời gian đó rất là nguy hiểm á, mà tự nhiên tổng thống ông đích thân đến đó, ông cổ vũ quân đội, ông nói chuyện với quân đội là một người phải nói là đáng được tôn trọng, ông không có ngại khó khăn, không ngại nguy hiểm gì, ông có kiểu là ông nhất quyết phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước Ukraine, lãnh thổ Ukraine, ông không màng đến cái mạng sống, những cái sức khỏe của mình luôn. Mình cảm thấy đúng là một đất nước mà có những người lãnh đạo mà phải nói là kiên cường mà yêu nước á, mà cái khát vọng khi mà một người còn trẻ, tự nhiên mình cảm thấy yêu nước, mà mình cảm thấy thương rồi đó. Đó là một cái điều mình cảm nhận được đó, mình chia sẻ, mình nói cho cô chú anh chị nghe đó. Ok, bye bye cô chú anh chị nha.